Hồi nãy ta nói về phép nhân và chia hai số phức dạng cực hay là dạng lượng z. Nếu mà ta coi dạng lượng z trước nha, vì từ dạng lượng z ta suy ra dạng cực. Vậy nếu mà z1 có dạng là r1 cos theta 1 cộng với y sin theta 1 z2 bằng r2 cos theta 2 cộng y sin theta 2, thì chúng ta có thể thấy là z1 nhân z2 sẽ là r1 nhân r2 cos theta 1 nhân cos theta 2 trừ y bình phương là trừ này, sin theta 1 nhân sin theta 2 cộng với y nhân với cos theta 1 sin theta 2. Cộng với cos theta 2 nhân sin theta 1. Thế thì nhìn vào đây, dùng sử dụng công thức lượng giác, chúng ta sẽ có cos theta 1 nhân cos theta 2 trừ sin theta 1 sin theta 2, đó là cos của theta 1 cộng theta 2 cộng với y sin sin theta 2 cos theta 1 cộng cos sin theta 1 cos theta 2, nó sẽ chính là sin của theta 1 cộng theta 2. Như vậy ta thấy là z1 nhân z2 nó sẽ là modulus nhân modulus, còn argument thì đem cộng lại với nhau. Từ đó người ta suy ra nếu mà z1 có dạng là r1 theta 1 z2 r2 theta 2 dạng cực nhé, thì z1 nhân z2 sẽ bằng r1 nhân r2 và argument là theta 1 cộng theta 2. Bây giờ chúng ta xét phép chia. Phép chia z1 chia z2, vậy nó sẽ bằng r1 chia r2 nhân với cos theta 1 cộng y sin theta 1 chia cos theta 2 cộng y sin theta 2. Ta biết rồi là phải nhân với số phức liên hợp của mẫu, đó là cos theta 2 trừ y sin theta 2. Vậy mẫu số sẽ là cos theta 2 bình phương trừ cho công thức có rồi ha, số phức liên hợp với nhau nhân lại thì nó sẽ là cos là số đầu phần phần thực bình phương cộng phần ảo bình phương, nghĩa là ta có cos theta 2 bình phương cộng với sin theta 2 bình phương. Còn trên này nó sẽ là cos theta 1 cos theta 2 trừ cho sin theta 1. Đây, xin lỗi, chỗ này dấu trừ, chỗ này phải dấu trừ nhé, phải dấu cộng, trừ y. Trừ với trừ thành cộng, đó là cộng sin theta 1 sin theta 2 cộng với y nè, về với y nhé, nó sẽ là y sin theta 1 cos theta 2 trừ cho sin theta 2 cos theta 1. Như vậy bằng R1 chia R2, sin bình cộng cos bình bằng 1. Còn
cos theta 1 cos theta 2 cộng sin theta 1 sin theta 2 sẽ là cos của theta 1 trừ theta 2. Sin theta 1 cos theta 2 trừ sin theta 2 cos theta 1 tức là sin theta 1 trừ theta 2. Tóm lại là nếu mà chúng ta đem chia hai số phức cho nhau thì được số phức có module là R1 chia R2, tức là bằng thương của hai số phức. Còn argument sẽ là hiệu của các argument. Từ đó suy ra nếu như mà ở dạng cực Z1 bằng R1 theta 1, Z2 bằng R2 theta 2 thì Z1 chia Z2 sẽ bằng R1 chia R2 theta 1 trừ theta 2.